lọc nhỏ nó quay này. Ủa? Trên thực tế, Ngọc Đế hỏi chó, ngươi ăn nhiều ít? Chó thật thà nói mỗi ngày con gác cửa giữa giường mỗi lần ăn một tô. Ngọc Đế lại hỏi mèo, ngươi mỗi lần ăn nhiều ít? Mèo chợt động tâm cơ nói, con suốt ngày bắt chuột nên mỗi lần chỉ ăn một ít thôi. Trên thực tế mèo chỉ giỏi ăn mà cũng không phải chỉ ăn một ít. Mèo chỉ muốn khéo léo nói với Ngọc Đế rằng mình chỉ ăn thức ăn do sức của mình là bắt chuột ăn. Thế thì cống hiến của nó phải lớn hơn chó rồi. Nghe chó và mèo nói, Ngọc Đế đoán định mèo ăn rất ít mà làm việc nhiều, cống hiến lớn hơn chó. Chó nghe vậy rất tức giận, biết mèo lẻo lự, nói dối để thắng mình. Thế là vừa sủa vừa xông tới cắn mèo. Mèo tự biết sức mình, chạy một quách về nhà trốn chui trốn nhủi, không dám lộ diện. Chó thừa lúc mèo trốn, vội vàng đến thiên cung xếp vào hàng xin đeo. Mèo trốn trong chỗ tối rất lâu không thấy bóng dáng chó, bò ra mới biết chó đã xếp vào hàng xin tiêu trước rồi. Nó vội vàng chạy như bay đến thiên cung xếp vào phía sau heo, mà đâu biết thủ đoạn của chuột. Kết quả mèo không được lọt vào bảng xin tiêu. Từ đó mèo rất bận thận chuột, thấy chuột ở đâu là cắn chết ở đó. Hồi đó còn thỏ nhưng mèo đã thằng Nga xin đó. Chó đi đã được xếp vào bảng xin tiêu. Ủa con mèo được vô mà. Nhờ giờ sao vô, lý do là bà Hằng Nga bà xin với Ngọc Hoàng đó, giờ bà xin người, bà xin thỏ đi, cho nên lắp mèo vô. Nhưng tính thẳng thắn bộc trực, sao vẫn không tha thứ cho mèo. Để thấy mèo là được rồi, đến ngày nay vẫn còn vậy. Ủa 13 con giáp hay 12? 12 con giáp. Có vậy nước nào là có con thỏ vô bỏ mèo ra? Trung Quốc với Hàn Quốc với Triều Tiên. Rồi đó, với Campuchia, đồ Thái Lan, đồ cũng là thỏ. Chỉ có Việt Nam mình là con mèo thôi. Long ca, cả sừng cả tá. Còn ghê Trung Quốc đồ, Hàn Quốc đồ là cừu. Cừu phải. Đúng rồi, Hàn Quốc là cừu. Hàn Quốc là cừu, thấy ghê. Cừu thấy ghê là thật. Mình là mèo mà nó phải học nghề nghiệp của đó là con chó đó, tổ chức đó là nè thư ký nè, luật sư nè, cố vấn giáo viên, thiết kế kiểu tóc, kiến trúc sư. Đây đúng nghề của Dương Tư. Giáo viên. À, đây qua cái nghề của thằng Dậu, Dậu tức hả? Đây coi nghề nghiệp của anh ta ha, Dậu ha. Gà hả? Bên rồi ba. Nghề nghiệp kia nó ở ngoài, nghề nghiệp của nó. Con ớt Dậu. Con phù hợp với nghề gì? Tuổi gà. Rồi Dậu và Vĩnh Tình sau này để coi. Chín tháng mấy? Tháng 1. Hả? Tháng mấy âm lịch? Tháng 12. Âm lịch. Chạp. Tháng 10. À, dạ phải. Chạp âm lịch. Vậy là nhờ thằng này đó, nó trọn tuổi con vợ con gà. Dạ. Trọn tuổi gà thì mày nói qua con nói gì đâu, trọn luôn mà. Tháng 12 nè. Tiết tiểu hàng sức khỏe dồi dào, làm việc vất vả, kinh doanh thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Phải không? Sức khỏe dồi dào. Làm nghề gì ba? Để coi, để tôi tiếp cái nghề luôn rồi. Làm nghề, ăn sâu, ăn rít, ăn dán, ăn khen, ăn bon. Thời dẫn số. Bo làm gà mà bo ăn thì ăn bon hả? Thời dẫn thì số phận tốt đẹp suốt đời, sống cuộc đời đầy đủ hạnh phúc, mỹ mãn. Đây nè, trả lời khuyên nè, đồ đủ con gà nè. Yêu cầu quá khắt khe đó với đối với người khác nên bớt cằn nhằn. Cằn nhằn không? Cằn nhằn gớm hàng luôn. Và nhiều chuyện nè, yêu cầu khắt khe đối với người khác nên bớt cằn nhằn và nhiều chuyện để tránh những phiền hà không đáng. Ông này ông nhiều chuyện lắm rồi nè. Ừ, khoái. Ừ, khoái rồi. Ông ơi. Hay quá rồi. Hay quá đi. Hay chưa? Ăn chó. Con chó Huy về cho con. Còn tình yêu biết ăn nói khéo léo nhận thế nên con biết con chó Huy gì vậy? Người ta khuyên con chó hơi kiêu ngạo đảm đang lo con tình yêu cho là những nhà. Nếu mà đang đi nhớ nhà nghề nghiệp nè, kế toán, thống kê, thủ quỹ, thư ký, nhà doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên, người làm công tác nghệ thuật luôn. Nhiều quá hả? Ca sĩ, kế toán, thống kê, thủ quỹ, thư ký, nhà doanh nghiệp,
Đây nè, con chuột đây, đây là con chuột đây. Con chó, con chó, con chó, con chó khuyên gì vậy? Con lại con nói, nói ông ngoài đọc con chuột cho con nghe đi. Chứ hồi nãy rồi. Ông khuyên gì á? Nói ngoài ơi, mày đọc con chuột cho con nghe đi. Ủa, bạn nó sao có cái thẹo vậy? Nó muốn bị bạn cào. Bạn cào rách 22 vết luôn. Đâu thế? Nghề nghiệp nè, cháu nghe. Hồi nãy đọc nghề nghiệp rồi. Lời khuyên nè. Lời khuyên đây. Thiếu khả, khuyên là thiếu khả năng ứng biến linh hoạt, không biết đối nhân xử thế, nên biết tự khống chế bản thân, học tập, học tập cách xử thế. Tức là phải học cách xử thế, cách đối nhân xử thế. Giống như ngày hôm qua vậy đó, là phải học tập đó, phải ba mẹ phải dạy. Mà là vui. Còn nghề nghiệp. Nghiệp này nói rồi. Nghề của Khang á. Nghề Khang nè. Tốt cơ. Heo. Nghề nghiệp này thư ký nè, luật sư nè, cố vấn giáo viên nè, thiết kế kiểu tóc kiến trúc sư. Ta nói rồi cái dần thân đó là sao mà kỹ không phải đâu. Còn con bởi vì con cọp đó tình yêu tình nó làm chúa đại nhân tâm mà tình, có điều là tại sao mà kỹ thân nhau là vậy. Con cọp có ơn kỹ một khi đã yêu thì sẽ một lòng một dạ không thay đổi tuổi hay hợp nó đại bảy cho nên là bắt được cọp cho nên đâu ai gỡ nhờ bà kỹ xuống gỡ trời thiếu cơ thiếu hy giúp hy giúp dậu lại đi. Chơi lại cho con. Rồi dậu cho con dậu lại. Rồi nó nói nãy rồi. Dậu cho con đọc. Con dậu đâu. Tụi heo rồi. Trở lại. Dậu tức thở. Dậu. Không muốn coi tụi hại được của em hả? Mày hả? Đâu mà đồ đen tới lui hoài vậy Tư? Trời ơi, đi qua lại ngoài chóc mặt hả? Đâu có nộp chung quá. Tư trình diễn thời trang. Heo đâu phải túi heo đâu. Mày coi túi heo cho ai? Không cho ai nữa. Ủa, đúng không túi gì? Túi tí mà. Chuột. Tí chuột nãy đó. À, người mẫu này đi quay lại hoài. Cái đồng này nó, tụi nó khoái nè. Hả? Nghề nghiệp rồi, nó sử dụng. Anh cười quá, anh đọc mà. Đọc trước mà, con cầm cuốn sách trước mà. Chẳng với Hoa 10 giờ, cái đó Hoa 10 giờ đẹp mẹ, ba. Con ơi, đừng có dành dành. Con cầm trước. Hồi nãy vụ ta lời khuyên gì đó. Lời khuyên là gì đó, vụ con gà đó. Đối dân sự thế. Con cầm trước. Con cầm lên trước thì thêm phải cho con đọc trước. Sao con mệt quá, con cái gì quá, con giật giật nha, mày thấy mệt quá. Tại vì con để con ngoài được. Bon, nghe mày nói là khi mà người ta đã lớn rồi đó Bon, thì người ta bắt đầu suy nghĩ rồi Bon. Là người ta không có giành giật cái gì hết trơn á. Thôi kệ, không lấy gì nữa. Anh, chụp bao giờ này nè. Long, ở đây bà này con. Để xong rồi. Coi để hai anh em coi chung đi rồi lát rồi con coi. Nhưng mà giật lắm. Ôi phim, ôi phim. Này giận, hai đứa coi nè, để này. Ê, bây giờ cùng coi nhau. Có gì đâu.